Xin chào các bạn. Như đồ mấy này trên mạng nói vui, mượn nợ thiếu gia em trả, sức mẻ tình chị em. Nhưng mà nói nghe này chủ nợ, trước khi đòi nợ mình phải nắm bắt tâm lý tâm tư tình cảm của con nợ. Chứ mình đừng có đòi nợ theo cái kiểu ngang ngược, đòi theo cái kiểu vô tội vạ, thích là đòi, không thích là đòi, như vậy ai mà trả. Nãy giờ là ai á, chú phải chị. Nhưng cách chị tốt lắm, chị đâu thể nào nói ra những cái lời vô tri như vậy. Chị đâu thể nào nói ra những cái lời vô mông như vậy. Không phải chị, không phải chị. Chị nè, bây giờ mới là chị nè. Cái nhân cách đó là cái nhân cách thứ 7749 của chị. Còn bây giờ cái nhân cách này là cái nhân cách thật sự của chị. Chị mượn tiền em chị sẽ trả. Tính của chị á, chị có dây là chị có trả. Chị sờ vào luật nhân quả của cuộc đời. Và hiện tại chị có tiền. Nhưng mà em đừng lo, chị sẽ đi mượn nợ để trả cho em. Chị mượn đầu này chị lắp đầu kia. Đó là cái vòng xoay của tiền bạc. Cho nên em yên tâm, chắc chắn sẽ có tiền trả cho em. Các bạn ơi, cho buồn gửi riêng cái đoạn này cho xin thứ kiện nha. Xin à, như đồn em vừa đẹp trai lại vừa giàu có, em có thể chịu khó cho chị mượn đỡ 300 vài năm chị trả không? Chị biết em sẽ không bao giờ từ chối chị, em chắc chắn sẽ cho chị mượn tiền đúng không? Ây, và bây giờ thời buổi khó khăn mình không thể gặp nhau để mà tiền trao cháu mất được. Ủa lộn, mình không thể gặp nhau để mà trao tiền tận tay được. Cho nên á, em muốn chuyển tiền cho chị. Nhớ nha xin, chuyển tiền cho chị nha. Rồi chị sẽ hát cho nghe em vài nữa. Cảm ơn em. Kiếp thật khang, hiệu quả cho người rối loạn lo âu, trầm cảm, đau đầu, mất ngủ kéo dài, suy nhược thần kinh. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Dường như tình chị em thân thiết của Boca và Duy Khánh vừa chuyển thành thân ai nấy lo khi đàn em đăng đàn bóc phốt Boca nợ tiền nhưng không chịu trả và kêu gọi người hâm mộ giúp chia sẻ để đòi được tiền. Đáp lại màn đòi nợ một cách ngang ngược, Boca khiến netizen ngã mũ thán phục với lý lẽ bất ngờ nhưng lại đầy thuyết phục của con nợ. Mới đây, Duy Khánh từng khiến fan bật ngửa khi tung clip đòi nợ một nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, không ai khác đó là Boca. Duy Khánh nức nở kể lại người chị thân thiết đã nợ gần 2 năm và còn bắt anh chàng phải hát tặng mới trả tiền. Đương nhiên, để chuyển tải tâm tư cùng bao nỗi lòng, Duy Khánh đã hát ngay với hy vọng đòi được tiền. Những tưởng màn đòi nợ tốn nhiều công sức và diễn xuất sẽ khiến Boca áy náy và chuyển tiền liền. Nhưng không hổ danh chị đại, Boca nhanh chóng lật ngược tình thế, xuất khẩu thành thơ dàn mặt cậu em đòi nợ vô tội vạ. Thích là đòi, không thích là đòi, đòi nợ đầy ngang ngược. Cô nàng khiến dân tình xỉu ngang khi đưa ra những lý lẽ rất ngang ngược nhưng vô cùng hợp lý. Chủ nợ phải nắm bắt tâm lý tâm tình của con nợ. Con nợ vì không có tiền mới đi mượn nợ, mà khi có tiền rồi trả hay không là chuyện hay xui. Hơn nữa, trước đây đi làm có tiền đã không trả, thì dịch bệnh ở nhà không làm ra tiền thì càng không trả. Đôi khi, con nợ không trả tiền đơn giản vì muốn xù mà thôi. Nên nhớ, tại sao người ta mượn nợ? Tại vì người ta không có tiền người ta mới mượn nợ. Mà khi có tiền rồi thì người ta có trả nợ hay là không trả nợ thì đó là chuyện hên xui. Vậy thì tại sao phải cất công đi đòi? Trong khi trước đây đi làm có rất là nhiều tiền mà người ta còn không trả thì huống hồ gì? Bây giờ làm không ra tiền thì thử hỏi có trả hay không? Đôi khi con nợ không muốn trả tiền chủ nợ chỉ một lý do đơn giản thôi, đó là muốn xù. Hoặc có một lý do đó là con nợ nghĩ chủ nợ nó giàu quá mà, trả nó làm chi? Mình không trả, nó cũng có tiền xài mà. Thế nên chị nói em nè, em ơi, sống ở trên đời, vị tha cần lắm cần hơn chữ tiền. Mượn nợ cũng có vui đâu, sầu lo cái thứ kiếm tiền trả em. Em mà láo láo đòi thêm, chị đây không trả, mất tiền nha em. Chủ nợ nên biết học thêm chữ nhẫn để chờ được lâu. Nhẫn rồi phải nhịn nha không, em mà đòi quá chị không trả nè. Thử coi em sẽ làm sao, giấy tờ không có, em đòi sao em. Lúc mượn chị có kêu ca, khóc than các kiểu, biết điều lắm em. Nhưng khi tiền chuyển qua tay, thì giây phút đó lập ngay thế cờ. Con nợ là má nha em đòi không khéo là tiền mất luôn. Chủ nợ phải nghĩ sâu xa, yêu thương ngon ngọt, may ra trả tiền. Còn em tính rất hay đòi, chị không thích trả, đừng phiền nữa nha. Dân tình chưa hết bất ngờ lẫn thích thú trước biểu cảm sắc sảo, ngang ngược nhưng lại rất đáng yêu của Boca, thì cô nàng đã quay xe 180 độ. Cô cho biết, những lời vừa nói chỉ là cái nhân cách thứ 7749 của mình. Với nhân cách thật sự, Boca sợ luật nhân quả cuộc đời nên sẽ có vay có trả. Tuy bây giờ không có tiền nhưng sẽ đi mượn nợ để trả cho Duy Khánh. Để chứng tỏ nhân cách chị tốt lắm, Boca lập tức nhắn gửi cậu em thân thiết Kiên Tuấn Kiệt cho mượn đỡ vài trăm với điều kiện vài năm sẽ trả. Boca không quên nhắn nhủ trong tình hình dịch bệnh không thể gặp nhau đưa tiền tận tay thì Kiên Tuấn Kiệt chỉ cần tin tin. Để lấy lòng, Boca còn vừa đàn vừa hát, cô nàng không quên nhắn gửi: nhớ nha Kiên, nhớ mở app chuyển tiền cho chị nha Kiên, chị sẽ hát cho em nghe một bài nữa. Nói về sự duyên dáng, đếm lệnh của Boca không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, nhắc đến khả năng ca hát, chắc người hâm mộ không quên những lần cô bị đồng nghiệp xua đuổi bởi giọng ca quá lầy lội và đầy tính giải trí. Dù vậy, cô nàng vẫn tự tin thể hiện giọng hát mọi lúc mọi nơi. Nếu mọi lần giọng ca của Boca khiến netizen cười rụng rốn và muốn xỉu ngang, thì lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên một bài đăng của Kim Tuấn Kiệt, khi nghe Boca than vãn đang nợ tiền Duy Khánh, Kim Tuấn Kiệt không chần chừ mà hứa hẹn sẽ đi mượn tiền cho Boca trả, mặc dù bây giờ dịch bệnh đang khó khăn.
liên quan đến chuyện tình yêu. Mới đây, nữ diễn viên Buka đã mở phần hỏi đáp trên Instagram cá nhân. Thậm chí, nhiều khán giả còn đặt ra những câu hỏi khó về mối quan hệ với Kim Tuấn Kiệt. Thế nhưng Buka đều trả lời khéo léo khiến ai nấy đều bất ngờ. Điển hình như chuyện ấn tượng đầu tiên về bạn trai tin đồn. Một khán giả thắc mắc, lần đầu tiên chị gặp anh Gin thì chị cảm thấy anh Gin là người như thế nào? Buka sau đó cho biết, Kim Tuấn Kiệt là một người bình thường, không có vấn đề gì hết. Một fan khác cũng đặt câu hỏi ở level khó hơn khi đề nghị Buka nhường Gin cho mình. Buka không ngần ngại đáp, chị không có giành cũng không có giật. Hài hước hơn, một fan thẳng thắn đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa Kim Tuấn Kiệt và Buka. Chị có yêu anh Gin không? Buka không đi vào câu trả lời mà hỏi ngược lại fan, sao em hỏi thẳng dữ vậy? Hay khi bị đặt nghi vấn có người xếp máy quay, chụp hình cho mình, nữ diễn viên liền tung bằng chứng là bức ảnh cô tự bấm nút selfie. Được biết, trước đây Buka rất hay thả thính trên phạm trên sóng truyền hình và tự nhận anh chính là crush của mình. Xin chào các bạn và chào các em nhỏ. Mình là Thơ Cẩm Kiều Nguyễn và hiện tại mình đang nói về cuộc sống ở Mỹ. Thích thì like, không thích thì like. Dạ, và đây là con nuôi của mình là bé Cro. Chào cô chú đi con. Chào cô chú, chào các bạn. Được, con đủ rồi. Ngày hôm nay thì tôi sẽ ăn cốc ướp lạnh. Thích thì like, không thích thì like. Đây là cốc đông đá. Và tôi sẽ ăn chung với muối tôm. Đây, cái cốc đông đá các bạn thấy đông đá chín chắc luôn á. Ăn vô một cái là rất là giống cái cốc đông đá luôn. Thích thì like, không thích thì like. Cái cốc đông đá này. Tao mời của tao ra tao quay. Thích thì đi, không thích thì đi. Thế nhưng khi được fan hỏi đến việc còn crush Trương Phạm sau nhiều lần bị phủ hay không, Buka hài hước cho hay, mình đã từ chối giọng ca, đây là một bài hát vui rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24h trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại Khánh đang gặp một cái chuyện rất là tế nhị và khó nói. Chuyện là vào đầu năm ngoái, chị Buka, tức là chị Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, là một nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam mình, đã mượn Khánh một khoản tiền. Em xin chị trả tiền cho em đi. Chị giúp em đi chị. Các bạn fan của Duy Khánh, các bạn fan của chị Buka cũng như là cộng đồng mạng, hãy đứng dậy và bảo vệ cho Duy Khánh nha. Ủa, có mở Khánh nữa, gửi tiền được không? Đang cần tiền. Wow. Đi cạnh em. Mệt những con người này quá Khánh nè. Mệt quá à. Comment không đọc mà hỏi hoài. Thôi bài. Ủa, em có đọc comment mà, em không thấy comment của chị nha chị Thơ à. Ủa đâu rồi chị Thơ, đâu rồi, không thấy chị Thơ nữa giờ. Thấy còn mở Khánh với lại anh Lâm không nè. Chị Thơ đi đâu mất tiêu rồi.